khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ Hai, 12 tháng 5 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin Quá trình đấu hôm nay được tiếp tục dành riêng cho cuộc phỏng vấn của nhà báo Phạm Trần với Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp về mối quan hệ Việt Trung đang căng thẳng nguy hiểm ở Biển Đông và tình hình giáo hội tại Việt Nam. À, vâng, thưa bây giờ trở lại cái tập sách về vấn đề công lý và biển trên Biển Đông đó. Thì ở trong đó có một cái mục, cái trang cuối cùng. Thì thưa quý vị có viết như thế này, là những kiến nghị cho Việt Nam mà từ hồi đó là đưa ra từ năm 2011 cơ, cách đây 3 năm rồi. Thì trong đó có viết như thế này, là tranh chấp Biển Đông hiện nay đang là một điểm nóng với sức chạy đua vũ trang của các quốc gia tranh chấp và liên quan đến tranh chấp gần đây đã đe dọa đến an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực. Nhưng mà thưa Đức cha, ngày hôm nay, cái vấn đề an ninh và hòa bình ở khu vực đó, nói chung và Việt Nam nói riêng, đã bị trực tiếp phá hoại bởi Trung Cộng khi mà họ đưa cái giàn khoan 981 vào sâu trong nội địa của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chỉ cách cái đảo Lý Sơn coi như tiền trạm để đi ra Hoàng Sa có trên 200 cây số mà họ đã đưa sâu vào bên trong cái lằn ranh của vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tới trên 100 cây số. Và họ đã sử dụng võ trang để đàn áp các tàu cảnh sát biển cũng như kiểm ngư của Việt Nam trong mấy ngày vừa qua, như là Đức cha vừa mới cho biết. Thì thưa Đức cha, cái vấn đề đặt ra là cái nguyên do sâu thẳm mà đưa đến cái hậu quả ngày hôm nay là do lỗi từ ai thưa Đức cha? Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Trung Quốc? Như người dân miền Trung chúng tôi vẫn có câu nói, tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Trước hết, từ lâu một số trí thức, những người mà quan tâm đến vấn đề đã nhận ra cái âm mưu của Trung Quốc. Vâng. Cái mộng bá chủ của họ. Vâng. Tất cả các trí thức đó đã nói lên rồi, nhưng mà luôn luôn thì không được nghe, luôn luôn bị đàn áp. Vâng. Chính vì vậy mới có cái hậu quả hôm nay. Vâng. Và chính vì vậy thì chúng tôi đặt vấn đề là phải chăng đặt lại cái mối tương quan giữa Trung Quốc với Việt Nam, và mối tương quan đó xây dựng trên những cái hiệp ước ngầm không công khai, không trong sáng. Vâng. Thì rất có thể cái sự kiện giàn khoan này là giúp để người, mọi người thức tỉnh. Vâng. Người dân Việt Nam đã thức tỉnh lâu rồi. Vâng. Bây giờ ước mong rằng nhà cầm quyền Việt Nam thức tỉnh trước biến cố đó. Vâng. Vì nếu không thì họ rất là ranh mãnh. Những cái chuyện mà Trung Quốc quyết định thường họ lựa chọn cái thời điểm rất là đặc biệt. Vâng. Là chuyện Hoàng Sa. Vâng. Rồi cái Mạc Ga. Vâng. Đảo Mạc Ga. Vâng. Và hôm nay lúc mà Việt Nam đang mừng mừng Điện Biên Phủ rồi. Vâng. Mừng 30 tháng 4 ở nhà thì. Vâng. Trung Quốc kéo giàn khoan đến. Vâng. Đó không phải vô tình mà Trung Quốc đã nghiên cứu lâu có rồi, tính toán, không? Tính toán và. Vâng. Đưa ra cái đường lưỡi bò đó là một cách để thực hiện cái đường lưỡi bò. Vâng. Thì nếu cái giàn khoan đó được định vị ở đó thì. Vâng. Từ đó họ lại tính ra 200 hải lý nữa. Vâng. Rồi từ cái đó là tính dần dần. Và như vậy là tầm ăn dâu. Vâng. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng bây giờ trước cái thực tế này đòi hỏi những người lãnh đạo, yêu cầu những người lãnh đạo vì dân, vì nước nên nghĩ lại. Vâng. Và chúng ta thấy là đối diện với cái tàu Trung Quốc đó thì cái mấy cái bộ đội biên phòng của Việt Nam. Vâng. Những cái thuyền Việt Nam thật sự ra như châu chấu đá voi. Vâng. Và lúc đó phải nghĩ đến vấn đề là kết hợp với tất cả
các quốc gia nữa để cái Biển Đông, để quốc tế hóa cái Biển Đông và quốc tế hóa cái vấn đề Biển Đông. Thì trong đó như Phi Luật Tân đã nhiều lần kêu gọi và Mã Lai cũng kêu gọi là Việt Nam chung với họ để đưa cái vấn đề đó ra trước tòa án quốc tế và hay là ủy ban trọng tài của quốc tế. Rồi cái con đường huyết mạch của Biển Đông không phải chỉ là của Việt Nam mà đó là con đường đi từ Nam lên Bắc, con đường của Nhật Bản, của Đại Hàn, rồi của các nước khác, đặc biệt của Hoa Kỳ, của Úc. Thì chính vì vậy phải là quốc tế hóa để tất cả các nước đều có liên quan, để có quyền lợi của họ trong cái Biển Đông đó. Đừng biến Biển Đông thành cái ao nhà của Trung Quốc. Và lúc đó Việt Nam ra khỏi nhà mình 100 hải lý, 200 hải lý đã đụng ngay với biên giới của Trung Quốc. Thì đó là chúng ta có trách nhiệm đối với con cháu sau này. Vâng, thưa quý vị vừa mới được Đức Cha đề cập tới cái vấn đề là cái đường lưỡi bò, cũng như là cái biên giới nới rộng của bên Trung Quốc, cái tham vọng của họ. Thì quý vị cũng biết là cái đường lưỡi bò đó là chiếm 3/4 của tổng số diện tích 3.5 triệu cây số vuông. Có nghĩa là Trung Quốc có một cái âm mưu chiếm gần hết 3,5 triệu cây số vuông ở trên Biển Đông. Và trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển khác. Thì đấy, để nói để quý vị có một cái ý niệm là hao cái sự tham vọng của Trung Cộng nó lớn lao như thế nào. Nhưng mà thưa Đức Cha, bây giờ trở lại cái vấn đề của mình. Là quý Đức Cha vừa mới nói đến cái nhiệm vụ của nhà nước, nhiệm vụ của Đảng. Thì thưa Đức Cha, có một cái điều rất ngạc nhiên là cái Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới khai mạc từ ngày 8 tháng 5 và họ dự trù chấm dứt vào ngày 14 tháng này. Nhưng mà trong suốt cái bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như trong cái chương trình nghị sự bằng đó ngày của Ủy ban Trung ương Đảng, thưa Đức Cha, không có một chữ nào đề cập tới vấn đề biến cố ở Biển Đông đang là gây xôn xao dư luận cũng như là cái sự lo âu, phẫn nộ ở trong nước và ngoài nước, trong người Việt Nam của mình. Vậy thì thưa Đức Cha, là một nhà lãnh đạo tôn giáo, là một nhà truyền thông của công lý hòa bình của công giáo, là một công dân của Việt Nam, Đức Cha có hiểu được tại sao họ lại có thể thờ ơ lãnh đạo đến một cái mức độ như thế? Kể cả Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội không hề có một phiên họp bất thường nào. Kể cả ông Thủ tướng cũng không có một lời tuyên bố nào. Ngoại trừ cái lời nói chuyện điện thoại của ông Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh với ông Ngoại trưởng Dương Khiết Trì ở bên Trung Quốc. Và ông Dương Khiết Trì đã bác bỏ tất cả những cái lời yêu cầu kéo giàn khoan ra khỏi khu vực hay là ngưng hoạt động của ông Phạm Bình Minh. Thì thưa Đức Cha, là một người công dân trước đã, rồi sau đó là một lãnh tụ tôn giáo, Đức Cha có hiểu được cái thái độ của lãnh đạo Cộng sản trong cái dịp này không? Tôi với tư cách là người công dân cũng như người lãnh đạo tôn giáo thì chúng tôi cũng băn khoăn đặt câu hỏi và chúng tôi không có câu trả lời. Và chúng tôi rất ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên của chúng tôi cũng như anh và một số người dân thì họ phẫn nộ chuyện đó. Thì tôi nghĩ là các anh là những người làm thông tin báo chí và ở ngay Hoa Thịnh Đốn. Cảm ơn Đức Cha. Mong rằng các anh có cuộc phỏng vấn trực tiếp để cho chúng tôi biết, đưa thông tin cho chúng tôi biết tại sao có cái chuyện như vậy. Khi mà Tổ quốc lâm nguy thì thất phu hữu trách. Và tại sao Tổ quốc lâm nguy mà có đúng như vậy không? Mà những lãnh đạo lại bình chân như vậy thì có đúng là bình chân như vậy không? Hay là đang có những cái toan tính hay là có cái kế hoạch để cứu nguy đất nước? Thì chúng tôi cũng rất mong rằng anh Phạm Trần cũng như tất cả những cơ quan báo chí là có những phỏng vấn trực tiếp để cho chúng tôi biết thông tin về điểm đó. Vâng, xin cảm ơn Đức Cha. Thật sự thì mọi người cũng đều biết. Và riêng những người làm báo của chúng con thì cũng rất là muốn biết. Cũng tất cả mọi người công dân Việt Nam đều muốn biết. Nhưng cái vấn đề đặt ra là liệu Đảng Cộng sản có trả lời hay không? Thì đó là một cái vấn đề khác. Vấn đề nữa, thưa Đức Cha, bây giờ quay sang vấn đề của giáo hội công giáo. Thì thưa Đức Cha, cái sự liên hệ giữa giáo hội công giáo
với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì có lẽ kể hàng năm, hàng tháng không hết chuyện. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện này, chuyện kia, chuyện khó khăn, chuyện nửa khó khăn hoặc là chuyện giải quyết giả vờ, tự do tôn giáo trên giấy tờ mà Đức cha đã thường viết. Thì hay là Đức Hồng Y của Giáo phận Huế, Phạm Minh Mẫn cũng đều nói. Rồi là Đức Cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình cũng đều nói là trước khi ngài qua đời, ngài vẫn còn sợ Cộng sản sau 10 năm sống với chế độ, vân 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 và vân vân. Thế thì thưa Đức cha, cái tình hình liên hệ và giao thiệp giữa Giáo hội Công giáo nói chung và Hội đồng Giám mục Việt Nam với nhà nước Cộng sản bây giờ sau gần 30 năm đổi mới, nó có khá hơn một chút nào không? Dĩ nhiên, nếu anh so với giai đoạn năm 75, lúc đó thì tôi cũng không ở trong nước. Vâng. Nhưng mà đọc lại những tài liệu, nghe những chứng từ thì bây giờ khác hơn ngày xưa. Vâng. Ở giai đoạn đó, giai đoạn từ năm 80, lúc rồi họp Hội đồng Giám mục đầu tiên, vâng, thì phải xin phép. Rồi mỗi hồn họp Hội đồng Giám mục thì có nhân viên, thành viên của Ủy ban Tôn giáo của Chính phủ hiện diện ở đấy. Vâng. Thì cái chuyện đó thì bây giờ không còn nữa. Vâng. Và bây giờ thì mỗi năm Hội đồng Giám mục đã lên chương trình có hai cuộc họp thường niên. Một cuộc họp là sau Phục sinh, một cuộc họp vào tháng 10. Vâng. Là cùng lắm chỉ là báo cáo cho họ biết cái lịch đó thôi. Vâng. Những cuộc họp vừa rồi thì cũng không có thành phần nào của ban tôn giáo đến chào hỏi cả. Vâng. Và cái chuyện mà tham dự trong hội nghị thì không còn nữa. Ít vâng. là từ cái lúc mà tôi được hân hạnh tham dự từ vâng. năm 2010 cho đến vâng. hôm nay. Vâng. Thì nó có những chuyện nó cũng tiến triển dần dần. Vì từ khi về Việt Nam gia nhập cái thị trường chung Âu Châu, vâng. rồi ký những hiệp ước trên phương diện quốc tế, vâng, WTOP, vâng, WOP, vâng, vâng, rồi nhất là những ký những hiệp ước về nhân quyền, vâng. Về tự do tôn giáo thì dù là chưa thực hiện được nhưng mà cũng đang phát triển dần dần, bước dần dần. Và từ khi mà có thêm vị đại diện không thường trú của tòa thánh nữa, vâng. thì cái vấn đề cũng được cải thiện. Vâng. Thì chúng tôi là những người lãnh đạo thì chúng tôi có nhiệm vụ phải giữ những tương quan, vâng. giữ bao nhiêu có thể. Vâng. Vì cái quan điểm của giáo hội chúng tôi luôn vâng. luôn là đối thoại. Vâng. Đối thoại với cả mọi người, với các tôn giáo, với những người đồng ý, những người không đồng ý. Vâng. Vì đó là cái con đường của Đức Giê-xu thôi. Vâng. Nhưng mà rồi để đối thoại thì cũng phải có cả hai bên. Vâng. Thì vấn đề đó thì tùy thuộc nhiều yếu tố. Cũng tùy thuộc những giáo phận khác nhau, vâng. những địa điểm khác nhau, những vấn đề khác nhau nữa. Vâng. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Qua Trình Đốn xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Kính mời quý đồng hương đến với chương trình văn nghệ Vinh danh lá cờ di sản và tự do của người Việt Nam, vinh danh và tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa tự do, ủng hộ cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam với sự góp mặt của ca sĩ Nguyệt Ánh, Tuấn Minh, Sơn Vương và Bích Châu. Chương trình được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 5 2014 tại Greek Orthodox Hall, 500 Belmont Port North, Dayton, Ohio 45405. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Hiếu 513-703-4763 hay ông Đáng 513-693-3135. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Trình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp phần phỏng vấn của ký giả Phạm Trần với Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Vâng, thưa Đức cha, khi mà Đức cha vừa đề cập tới những cái vấn đề khác nhau, những địa điểm khác nhau đó, thì thưa Đức cha, có cái vấn đề tài sản của giáo hội mà đã được yêu cầu nhà nước giải quyết từ lâu lắm rồi. Từ miền Bắc năm 1954, Cộng sản Việt Nam đã tịch thu tài sản của giáo hội. Rồi đến sau năm 1975, lại tịch thu hay là mượn, nhưng mà chưa bao giờ trả lại các tài sản của giáo hội ở tại miền Nam. Và từ hồi đó cho đến bây giờ không biết bao nhiêu những lần hội họp hay là trao qua đổi lại những cái ý kiến, những cái yêu cầu trao trả những cái tài sản lại cho giáo hội để giáo hội làm công tác xã hội, công tác từ thiện. Ví dụ như vấn đề mở trường học, tại sao họ mời người ngoại quốc vào mở trường học ở trong nước, họ mời những giáo sư Việt Nam ở ngoài này để về giúp nước và họ sẵn sàng giúp đỡ mở trường học, mà tại sao họ lại không cho
Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng và các tổ chức tôn giáo khác lại mở những cơ sở xã hội và trường học trả lại tài sản cho giáo hội. Thưa Đức cha có thể giải thích được không? Cái vấn đề nó phức tạp và nó có một chiều kích lịch sử nó sâu hơn. Vâng. Thì không phải tại Việt Nam giáo hội mới mất đất. Vâng. Và ngay tại Âu Châu, ngay tại Roma, wow, rất nhiều trường, nhiều cơ quan của giáo hội hôm nay, rất nhiều cơ quan của nhà nước hôm nay, wow, là ngày xưa là tài sản của giáo hội. Wow. Chẳng hạn đến nước Ý, anh, wow, đã đến đấy. Wow. Thì chỗ dinh tổng thống ngày xưa là cái, wow, tài sản của giáo hội, rồi, wow, một số trường nữa. Rồi bên Pháp cũng vậy, từ thời Napoleon. Thì vấn đề là đặt ra đó, thì chúng tôi cũng đặt vấn đề tài sản của giáo hội trong cái viễn tượng đó. Rồi các nước Đông Âu hôm nay, mặc dù được dân chủ hóa, nhưng vấn đề tài sản, vấn đề đất đai vẫn là một vấn đề cứ tiếp tục được đối thoại, vâng, được trao đổi. Vâng. Tuy nhiên, giáo hội không đặt quan trọng trên vấn đề tài sản bằng vấn đề cái quyền được hoạt động, cái quyền được tham gia, quyền được đóng góp cho dân tộc của các tôn giáo cũng như của các công dân. Vâng. Thì vấn đề được tham dự vào giáo dục và y tế, đó là vấn đề mà giáo hội và hội đồng giám mục đang đặt ra và coi vấn đề đó vấn đề trọng. Wow. Nếu mà không trả lại thì ta có thể đi kiếm đất ta làm. Wow. Nhưng mà vấn đề là bây giờ giáo dục đang xuống cấp mà chưa bao giờ xuống cấp trầm trọng như hôm nay. Wow. Không phải tôi nói mà tất cả các quan chức nhà nước cũng như các chuyên viên đều nói chuyện đó. Nhưng mà tại sao không cho những người thì tôn giáo được cộng tác, và tại sao lại mời những nhà đầu tư ngoại quốc, những chuyên viên ngoại quốc vào được mở trường, mà lại người công dân trong nước là công dân của mình lại không được mở trường? Vâng. Thì đó là câu hỏi mà chúng tôi vẫn đặt ra, vẫn đang nhắc đi nhắc lại. Trong một lần có gặp gỡ với Thủ tướng thì cũng có nói là cái chuyện đó rồi sẽ giải quyết nhanh chóng, nhưng mà năm này qua năm khác vẫn chưa thấy. Vâng. Thì chúng tôi đặt nặng cái vấn đề đó. Vâng. Cái quyền được tham dự và cái nghĩa vụ được đóng góp cho dân tộc, nhất là cho giới trẻ. Rồi vấn đề y tế cũng vậy. Vâng. Chưa thấy bao giờ mà y tế Việt Nam xuống trầm trọng như vậy. Rồi các cô nhi viện, những bệnh viện đối với người khuyết tật, thì tôi thấy đó là vấn đề mà hôm nay các giám mục đang đặt ra. Thì một vài nơi họ đã thấy chấp nhận, chẳng hạn như ở giáo phận tôi thì Hà Tĩnh, chính quyền Hà Tĩnh vừa cấp cho chúng tôi là 10.000 mét vuông để xây dựng trung tâm khuyết tật. Wow. Có lẽ đó là một cái mô hình mới. Wow. Để cộng tác, để lo cho những thành phần khốn khổ nhất, thiệt thòi nhất trong một đất nước, trong một xã hội đang phát triển, nhất là trong thời toàn cầu hóa này. Vâng. Thì vấn đề đó là vấn đề cam go mà theo tôi đặt nặng hơn. Vâng. Vấn đề là cái quyền để được cộng tác, được phát triển. Vâng. Rồi cái yếu tố đất đai là yếu tố thứ yếu. Vâng. Vâng, thưa Đức cha, trong câu trả lời của Đức cha có đề cập đến vấn đề tình trạng giáo dục đang là xuống cấp cái thế thảm. Thì nó liên hệ đến vấn đề đạo lý và giáo dục con người Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam. Và cũng rất trùng hợp với cái đề tài đầu tiên, tức là cái vấn đề đầu tiên mà cái Hội nghị Trung ương 9 đang thảo luận tại Hà Nội, khi mà Đức cha với chúng tôi thảo luận với nhau đó. Thì cái điều đầu tiên là họ thảo luận về vấn đề văn hóa, suy thoái văn hóa. Ông Nguyễn Phú Trọng đọc một bài diễn văn nói rằng là tại sao gần 30 năm chúng ta đã, kinh tế đã phát triển, đã lên cao, mức sống người dân đã lên cao, mà tại sao đạo lý và văn hóa lại xuống dốc? Thì thưa Đức cha, cái nguyên do tại sao văn hóa và đạo lý của giới trẻ Việt Nam lại xuống dốc một cách thê thảm như thế, nguyên do tại sao thưa Đức cha? Có lẽ là anh Phạm Trần nên đặt hẳn vấn đề với ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Bộ trưởng Giáo dục. Anh đặt vấn đề cho tôi thì anh đặt như vậy vấn đề không đúng chỗ chăng? Và đáng lẽ tôi cũng đặt vấn đề với anh Phạm Trần,
xin anh cho chúng tôi biết tại sao văn hóa và giáo dục Việt Nam xuống cấp như vậy. Nhưng mà đó là vấn đề băn khoăn của chúng tôi. Wow. Ngày xưa người ta nói dạy chữ để dạy người, thì hôm nay dạy chữ không xong. Wow. Điều đó thì không phải là tôi vu khống, wow, mà là như anh nói, wow, Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng cũng công nhận chuyện đó. Wow. Sau 30 năm rồi không có một cái sự hiện diện của đế quốc hay của quân thù nào đó. Wow. Sau 30 năm độc lập rồi giải phóng rồi mà cái chương trình giáo dục nằm trong tay của chính phủ. Mà tại sao như vậy? Và tại sao giới trẻ Việt Nam hôm nay càng đi học thì cơ hội làm người rồi sống chân thành càng xuống? Tôi rất là ngạc nhiên là năm ngoái cái Viện Nghiên cứu Xã hội, một tổ chức đó nào đó công bố một cái kết quả. Cái kết quả đó gây ngạc nhiên rất cho nhiều người. Thì 22% cái người trẻ mà học ở cấp nhất, tức là tiểu học, vâng, nói dối. Vâng. Lên đến cấp 2 thì con số đó hình như lên 45%. Vâng. Rồi cấp 3 thì 65%. Vâng. Lên đến đại học thì 80% sinh, vâng, viên là nói dối. Vâng. Thì như vậy cái nói dối nó từ đâu ra? Vâng. Có người thì nói là ngay từ cái giáo dục của mình bắt trẻ em nói dối, wow, rồi chạy theo thi đua, wow, và vì thành cái tích, chạy thành tích wow, và vì cái thành tích đó thì coi như hy sinh tất cả, wow, hy sinh tất cả. Có những em mà học đáng lẽ thì phải ở lại lớp, wow, nhưng mà vì thành tích, wow, nếu mà ở lại lớp thì như vậy cái trường đó là mất điểm, và không những cái trường đó mà cái huyện đó, cái tỉnh đó thành thử phải cho lên. Và như vậy chạy theo thành tích, chạy theo ý thức hệ mà đã quên mất là giáo dục. Là giáo dục cái gì? Ở đây người ta nói đến triết lý giáo dục. Tức là cái mục đích của giáo dục là gì? Chạy theo thành tích hay là giáo dục con người? Và từ đó cái mô hình của giáo dục là lấy lại là cái mô hình nào? Và tại sao trong cái thế giới hôm nay vẫn có những môn mà như một cựu dân biểu ngày xưa đã nói là thầy thì không muốn dạy mà trò không muốn học, mà lại trở thành cái môn bắt buộc. Vâng. Và thì như vậy thì cái chương trình giáo dục phải đặt lại. Và hôm nay thường người ta đòi hỏi phải chuyên môn hóa cái giáo dục, mà cần đưa cái ý thức hệ ra khỏi giáo dục để có một triết lý giáo dục đúng hơn, cụ thể hóa hơn, vừa phù hợp với văn hóa dân tộc mà vừa đáp ứng được những nhu cầu của thời đại. Nhưng mà tôi không phải là một chuyên viên giáo dục và cũng không phải là người nắm cái quyền quyết định, chỉ nói lên cái băn khoăn của một người dân, cái băn khoăn tổng quát vậy. Vâng, thưa quý vị, Đức Cha vừa mới đề cập tới vấn đề ý thức hệ. Thì có nghĩa rằng là ở tại Việt Nam, người ta bắt học trò từ bé cho đến lớn, nhất là các sinh viên đại học, về kể cả các chủng viên, chủng sinh của các tu viện công giáo, đều phải học một cái môn mà không ai muốn học, nhưng mà bắt buộc phải học, đó là cái môn chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Ở một cái cuộc trưng cầu ý kiến ở trong nước, có tới 60 và 80% sinh viên họ cho biết cái môn đó là một cái môn không ai muốn học, vì không có đem lại thực tế trong đời sống của họ. Và có một cái bức hình mà do một người phóng viên hay là một anh học trò chụp được và đưa lên trên mạng, cho thấy là trong một lớp học giảng về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ có một cô giáo và một học trò, thưa quý vị. Cái bức ảnh đó được đưa lên trong vòng một giờ đồng hồ, có tới gần 100.000 người vào coi và viết rất nhiều lời phê bình. Thì đấy là cái câu trả lời mà Đức Cha không có muốn nói thẳng ra, và tôi muốn nói thẳng ra để cho quý vị hiểu. Thưa Đức Cha, bây giờ thế này, trở lại cái vấn đề của chính Đức Cha. Đức Cha muốn nói thêm, vâng, xin vâng, vâng, tôi xin đính chính cái điều mà anh nói là trong các đại chủng viện dạy lý thuyết Mác Lênin. Thì tôi nghĩ rằng không bắt
tức là Bộ Giáo dục bắt các, bây giờ họ bỏ rồi hay sao? Thưa, cái chuyện đó không còn nữa. Vâng. Và có thể trên nguyên tắc, trên lý thuyết là còn, nhưng trong thực tế thì một số đại chủng viện mà chúng tôi biết, và đặc biệt là đại chủng viện Vinh của chúng tôi, thì không có dạy chuyện đó. Vì có người cũng hỏi là tại sao không dạy, thì chúng tôi, cái ban giám đốc cũng trả lời là tất cả học sinh của chúng tôi đều tốt nghiệp đại học. Thì những cái chương trình đó đã bị học ở thời đại học rồi. Rồi vấn đề an ninh quốc phòng thì trong thời sinh viên cũng đã học rồi. Thành ít nhất là tại Đại chủng viện Vinh và một số đại Vinh Thanh và một số đại chủng viện mà tôi biết đã không hề dạy chuyện đó. Kính mời quý khán thính giả đón xem phần kết thúc của cuộc phỏng vấn vào chương trình phát hình ngày mai. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Qua Tin Đồn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.